Mến chào quý bạn, hôm nay mình giới thiệu cùng quý bạn hình nền may mắn năm 2022. Năm 2022 này thì những hình nền nào mà quý đem lại may mắn cho quý bạn mình sẽ giới thiệu sau đây. Quý bạn hãy để những cái hình nền này trên cái màn hình điện thoại của quý bạn hoặc là cái màn hình máy vi tính của quý bạn. Những hình nền này khi mà quý bạn nhìn thấy những cái hình nền thì quý bạn sẽ có một cái năng lượng may mắn về cái vận may tiền bạc, vận may sức khỏe hoặc là vận may tình duyên của quý bạn. Cái hình nền mà mình giới thiệu sau đây là cái hình nền cúc mà cúc vàng thọ đó, thì với những cái bông hoa màu vàng nè hoặc là màu cam á thì nó có rất là cái ấn tượng, đây là cái biểu tượng của cái sự may mắn. Ngoài ra vì cái tên cũng có cái chứa cái màu vàng cho nên có thể là hình dung ra đây là cái tài sản, hình dung cái tài sản của mình ở tương lai. Và điều quan trọng là quý bạn hãy chọn cái cúc vàng thọ có màu cam đỏ càng nhiều càng tốt. Những cái màu cam đỏ đó là những cái màu mà may mắn về cái tài vận tiền bạc của quý bạn. Tiếp theo là vị thần tiền bạc trong Ấn Độ giáo là một vị thần có hình con voi. Tượng thần này có màu hồng, mà hồng nói lên sự hoàn hảo cho sự thịnh vượng của kinh doanh làm ăn buôn bán của quý bạn. Cái hình nền mà quý bạn để hình nền bằng kim tự tháp. Kim tự tháp là nổi tiếng là biểu tượng của tình cảm của những người mà sống ở Ai Cập cổ đại. Cái hình ảnh kim tự tháp này cũng giúp cải thiện tài vận cho quý bạn. Có nhiều loại kim tự tháp ở trên màn hình, từ trên mạng internet quý bạn tải xuống cũng được. Tiếp theo là hình nền bằng hình con rắn, mà rắn màu trắng nha quý bạn. Đối với những cái quý bạn nào mà muốn kiếm thêm thu nhập thì nên để cái đặt cái hình nền bằng con rắn màu trắng, bởi vì con rắn trắng mà là ý nghĩa là nói lên cái chữ mà vô cùng vô tận, đó là được cái sự giàu có mà không có giới hạn tiền bạc của quý bạn hoặc tài sản quý bạn nối tiếp đuôi nhau mà giàu, không có phải tài vận quý bạn tăng một thời gian rồi ngưng, mà quý bạn sẽ tiếp tục liên tục tiền vô hả, hết đợt này đến đợt khác. Ngoài cái hình mà có con rắn trắng ra, mình xin nói thêm là thì cái da rắn quý bạn, bởi vì cái rắn thì nói lên sự may mắn, cho nên cái da rắn mà quý bạn để vào trong cái ví tiền của quý bạn đó thì quý bạn cũng được cái sự may mắn về tiền bạc nữa. Cho nên ở bên Nhật Bản người ta có bán luôn cái da rắn mà người ta tạo vô bọc sẵn cho mình luôn á, như người ta ép vào cái một cái bọc túi nhựa sẵn để cho mình bỏ vào cái ví tiền của mình rất là gọn. Đó là cái phong thủy về may mắn tiền bạc. Và tiếp theo là cây bạch quả. Cây bạch quả thì nếu mà quý bạn nhìn xa xa mà khi mà trời gió mà lá cây nó rớt xuống á thì y như là ánh chớp những cái màu vàng rất là đẹp luôn, y như là những cái thẻ vàng mà nó rớt xuống vậy. Cho nên hình ảnh cây bạch quả phải là cái cây thẳng đứng nha quý bạn, mà trong cái bức hình cây bạch quả thì đó là một cái đường thẳng tắp, có hai hàng cây bạch quả mà quý bạn cũng không có chụp dính vô trong, có người ta trong đó cũng không có phong thủy nữa, phong thủy chỉ lấy cái hình cây bạch quả thẳng đứng thôi. Nếu mà không có hình mà quý bạn tự chụp thì quý bạn có thể tải trên mạng xuống. Và đây là nói lên cái tác dụng tức thời rất là cao về may mắn tiền bạc. Người ta nói rằng con đường mà thẳng luôn mà nó vàng bởi vì cây bạch quả, mà nhìn cái quý bạn có một con đường nó thẳng tắp mà toàn là ý như là quý bạn trải thảm vàng vậy đó, nói lên cái năng lượng mà mang lại sự may mắn cho mình. Và quý bạn có thể chọn cái hàng cây bạch quả mà nhớ là đừng có cái chỉ có một hàng cây bạch quả, không có loại cây nào xen vào hoặc là không có người có cảnh nào vô hết nha. Và tiếp theo là sao mộc. Sao mộc vốn nổi tiếng là một cái ngôi sao lớn mà trong hệ mặt trời, có quan hệ mật thiết với vị thần, cho nên đây là một cái vị thần toàn năng. Vị thần toàn năng này cũng là một cái vị thần mà tượng trưng cho cái sự giàu có,
và danh giá nữa. Do đó nếu mà quý bạn để cái hình sao mộc này thì quý bạn sẽ tăng tài lộc, tiền bạc, sự làm ăn may mắn trong gia đình của mình, và có thể là tài sản của mình nó cũng có thể tăng lên liên tục nữa. Chẳng hạn như cái thu nhập của quý bạn cũng có thể là kiếm thêm thu nhập mà nó bất ngờ, và hoặc là quý bạn sẽ được tăng lương nếu quý bạn làm trong công ty. Lúc nãy thì mình nói về cái may mắn về tiền bạc tài vận, tiếp sau đây là may mắn về tình duyên. Nếu mà quý bạn đặt hình nền bằng một cái trái tim mà bằng đá thì cái vận may tình duyên của quý bạn nó sẽ được cải thiện, hoặc là quý bạn có thể, nếu mà may mắn thì quý bạn ra ngoài bãi biển, hoặc khi quý bạn đi núi mà quý bạn nhặt được cái viên đá mà hình trái tim, đó là rất là may mắn. May mắn mà tự đưa đến, may mắn tự nhiên cho mình luôn. Còn nếu mà không thì quý bạn tải hình trên mạng về và đặt làm hình nền. Đây là cái may mắn trong cái chuyện tình duyên của mình. Và tiếp theo là cái con mèo. Con mèo vốn được mọi người rất là yêu thích, bởi vì mèo là loài động vật mà sống thích sống tự do, cũng là loài động vật mà giúp cải thiện cái chuyện tình cảm của bạn nữa. Cái vận may tình duyên của bạn sẽ được nâng cao đáng kể khi đặt hình nền có hình con mèo, hình ảnh mà tiếp theo là cái dây ri băng. Dây ri băng màu đỏ nha, được gợi ý cho những ai mà đang hẹn hò, chứ không phải là những cái cặp tình duyên mà kết hôn rồi, chỉ mới hẹn hò thôi. Thì dây ri băng này nói lên cái sự kết nối, bởi vì cái dây nó được cột thắt với nhau rất là chặt, cho nên nó là cái sự hỗ trợ của quý bạn về các mà mối cột của quý bạn nó không có bị bung ra, bởi quý bạn cột rất là chặt. Tuy nhiên nó cũng sẽ có hiệu quả với những người mà có cái tình yêu đơn phương nữa. Và tiếp theo là cái hình nền bằng cái hình ảnh thác nước, bởi thác nước được giới thiệu như một cái hình ảnh mà thể hiện cái tình yêu mà không ngừng tuôn trào luôn. Ngoài ra cái thác nước thì có sức mạnh như một cái điểm điện. Điện đó là cái người ta gọi là giống như là tiếng sét ái tình vậy. Và được đặc trưng bởi cái tác dụng cái thanh lọc rất là cao, sẽ có cái hiệu quả hơn nếu mà quý bạn mà đặt cái hình nền mà cái hình thác nước. Quý bạn mà có thể tự chụp hình được cái hình thác nước của mình, tự chụp được theo cái sở thích của mình thích cái thác nước nào đó mình chụp, thì cái vận may nó sẽ tăng hơn. Và tiếp theo là cái hoa đồng tiền màu hồng, được giới thiệu cho những ai mà mong muốn cái sự sum họp á, vì hoa đồng tiền này nó có cái sức mạnh mà kết nối mạnh mẽ mọi người với nhau, cho nên nó có thể kết nối lại ngay khi cả tách rời, là hai người đang xa nhau mong muốn có sự sum họp. Ngoài ra cái ngôn ngữ của hoa thì nó là cái ý nghĩa, nó là chữ hy vọng, thì nói lên cái hiệu quả cho những cái cảm xúc mà những ai mà chưa được thỏa mãn về cái cảm xúc của mình. Ví dụ mình mong muốn mình gặp lại người nào đó mà mình chưa gặp được, cái đó là cái hy vọng của mình. Nếu mà quý bạn muốn cải thiện cái chuyện tình cảm của mình thì quý bạn nên ngắm bình minh vào buổi sáng. Cảnh bình minh là một cảnh mà đẹp nhuộm cả bầu trời một màu hồng luôn, cho nên màu hồng cũng là tượng trưng cho sự lãng mạn. Và ảnh bình minh nhắc nhở quý bạn về một ngày sắp tới sẽ dẫn đến những cuộc gặp gỡ mới. Nếu mà quý bạn không gặp được nhau thì quý bạn hãy đợi mặt trời mọc, quý bạn hơi chờ lâu một tí xíu và ngắm cho nó dài một tí xíu nữa. Và hình ảnh tiếp theo là hình ảnh tháp. Hình ảnh tháp mà cao nhất trên thế giới luôn. Quý bạn chọn hình ảnh tháp nào mà quý bạn cảm thấy thích, bởi vì cái cảm nhận của mình, cái sở thích của mình nó cũng tạo ra một cái năng lượng của sự may mắn nữa. Cho nên quý bạn đặt hình nền bằng hình cái hình tháp thì nói lên có thể là đi trước người xung quanh một bước nữa về cái sự may mắn, về cái tình duyên của mình. Tiếp theo đó là nếu hình nền là một cái con cú thì nó có hiệu quả cao, rất cao trong phong thủy, bởi vì cái con cú trong phong thủy nói lên thể hiện được cái độ khó của nó và cái hỗ trợ sự phát triển suôn sẻ trong công việc luôn. Mà cái con cú này nó cũng có sức mạnh mà ngăn chặn cái ác nữa, vì vậy nó cũng được khuyến khích để tách các đối thủ của mình nữa. Bởi vì trong công việc của mình mà giống như là một cái lá bùa hộ mệnh này, rồi có những cái
xua đuổi tà ma. Những cái đó thì làm cho mình có phần an tâm trong công việc. Và tiếp theo là nếu mà quý bạn đặt hình nền bằng một cái hình con cá chép. Cá chép là cái người ta thường nói là cá chép là quá rồng đó, cho nên cá chép là một sinh vật mà tượng trưng cho cái sự thành công. Bởi vì từ con cá mà vươn lên quá thành con rồng, nó cũng phổ biến như một sinh vật còn rất là tốt lành. Vì vậy nó hoàn hảo để quý bạn có thể tạo được mấy công việc nào đó trong tương lai, quý bạn sẽ thành công hơn. Nếu có thể, quý bạn có thể cải thiện được cái vận may của mình. Nếu mà đặt hình nền bằng cái con cá heo thì sao? Những ai mà muốn nâng cao cái khả năng tập trung trong công việc của mình thì nên để cái hình con cá heo. Ngoài ra thì nếu bạn mà đang nghĩ đến cái công việc, quý bạn sẽ thay đổi một cái công việc nào mới cho nó hợp với cái quý bạn hơn, thì quý bạn đặt hình con cá heo thì quý bạn sẽ được cái may mắn, có thể là nhận được cái công việc mới phù hợp với mình. Lúc nãy mình nói là khi mà quý bạn đặt hình nền mặt trời mọc á, thì quý bạn được may mắn trong công việc. Thì ngược lại, nếu mà quý bạn đặt hình nền mặt trời lặn thì quý bạn sẽ được may mắn, mà may mắn về sức khỏe của mình, không phải là công việc mà về sức khỏe của mình. Nếu mà quý bạn đặt hình nền mà mặt trời lặn mà điều bầu trời nhuộm đỏ sau khi mặt trời lặn thì sẽ phát huy tác dụng tăng cường sức khỏe của mình. Cũng tiếp theo nói về may mắn về sức khỏe, nếu mà quý bạn ma đặt cái hình nền mà một cái khu rừng sâu, thì bởi vì khu rừng nó có sức mạnh bí ẩn vượt xa cái sức mạnh của con người mình. Ngay cả đối với cơ thể quý bạn, lúc mà mệt mỏi thì nó sẽ nhìn cái hình mà ở trong rừng sâu thì quý bạn nó sẽ được giống như là có mấy sự mà tâm linh chữa lành và dẫn đến cho quý bạn một cái cơ thể khỏe mạnh hơn. Và tiếp theo là nếu đặt hình nền bằng một cái cây cỏ mà đẫm ướt sương mai. Sương mai là tượng trưng cho cái cội nguồn của sự sống. Từ xa xưa, sương sớm đã là biểu tượng của sự sống và có thể nói là một cái hình ảnh hoàn hảo để cải thiện vận may của mình. Hoặc là quý bạn có thể đặt hình nền bằng hoa cẩm tú cầu. Hoa cẩm tú cầu có sức mạnh mà xua đuổi tà ma. Và đây là loại hoa có thể mà xua đuổi được tà khí khỏi cơ thể suy nhược của quý bạn, mang lại sức khỏe tốt cho quý bạn. Không chỉ hoa cẩm tú cầu tươi mà để cái hình nền bằng hoa khô cũng được. Nếu mà hình nền bằng cái những cái ánh sáng lấp lánh và trông thấy rất là đẹp mắt là một trong những hình ảnh mà giúp cải thiện sức khỏe về tinh thần của quý bạn. Bởi vì trong tâm trí và cơ thể được kết nối trực tiếp nên việc thắp sáng tâm trí bằng hình ảnh chiếu sáng sẽ cải thiện sức khỏe và cái may mắn của bạn. Và tiếp theo đây là cái hình nền bằng cây xương rồng. Cái cây có gai thì cho được là cái có tác dụng mà xua đuổi tà ma, cho nên cái hình ảnh mà cây xương rồng thì có nhiều gai thì phải sẽ nó có tác dụng là xua đuổi những cái tà khí nữa. Cho nên khi mà hình nền của quý bạn thì phải nói lên quý bạn sẽ thiết lập lại cái dòng chảy trí tuệ của mình nữa. Và cái hình nền mà bằng lửa, lửa là vật dụng mà không thể thiếu mà để xua đuổi tà ma, cho nên quý bạn mà để cái hình nền bằng lửa thì đây là một ngọn nến mà thắp sáng và quý bạn có thể có tác dụng xua đuổi tà ma và có hiệu lực hiệu quả rất là cao, giống như là một lá bùa hộ mệnh của quý bạn. Nếu mà quý bạn để một cái hình nền mà ngọn nến mà có lửa đang cháy, hoặc là tiếp theo hình nền là dòng chảy mà rất là đẹp của một dòng sông, thì dòng sông nói lên cái sự mà làm sạch bụi bẩn và mang lại cái năng lượng rất là tinh khiết cho mình. Và tiếp theo là nếu mà hình nền mà bằng, nếu mà quý bạn đặt hình nền mà có hình muối, muối có tác dụng xua đuổi ma quỷ trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Tiếp theo là hình ảnh cực quang. Hình ảnh cực quang được cho là rất là may mắn nếu mà quý bạn có thể nhìn thấy hình ảnh cực quang mà trực tiếp. Cho nên nếu mà quý bạn không nhìn thấy được thì quý bạn đặt cái hình nền trên điện thoại của mình. Đây là một cái hình ảnh mà được khuyến khích để cải thiện cái vận may của mình. Và cuối cùng là cái hình nền bằng ngôi sao năm cánh. Hình nền ngôi sao năm cánh có tác dụng ngăn chặn tà khí. Đây là một cái dấu ấn mà quen thuộc âm dương, đó là một cái lá bùa hộ mệnh để bảo vệ khỏi cái ác
từ thời cổ đại. Đó là những cái ác mà từ thời cổ đại cho đến bây giờ, đó là cái sức mạnh của nó rất là lớn. Và những cái sự dướng díu của cây cối, lửa, đất, vàng, nước trong cái thuyết ngũ hành đó thì nói lên sự bảo vệ quý bạn khỏi những cái rắc rối. Nếu mà gần đây mà quý bạn không có gặp những cái điều tốt lành hoặc là những cái điều xui xẻo sẽ xảy đến quý bạn thường xuyên, thì mình khuyên quý bạn nên đặt hình nền ngôi sao năm cánh ngay lập tức, để mà giống như lá bùa hộ mệnh của bạn, đây là cái thuyết ngũ hành sẽ bảo vệ quý bạn tốt hơn. Những cái ý nghĩa của hình nền, quý bạn thích hợp cái hình nền nào thì quý bạn hãy đặt ngay cái hình nền mà tùy theo cái ý của mình. Cái lòng mình mong muốn thì nó có một cái giống như là một cái kết nối tâm linh với quý bạn, thì quý bạn nó sẽ được mà nhận được cái sự may mắn hơn. Video của mình đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý bạn đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại video tiếp theo.